tôi là ai tôi thấy một con mèo trong công viên thấy trong công viên tôi lại gần con mèo và nói chuyện với nó lại gần chào em chị tên my em tên gì con mèo nói mèo không có tên tôi hỏi lại em không có tên hả con mèo trả lời không chỉ con người mới có tên vì con người không biết mình là ai chỉ con người mèo tự biết mình là ai nên tụi em không cần tên tự Tụi em Tôi là ai? Tôi thấy một con mèo trong công viên. Tôi lại gần con mèo và nói chuyện với nó chào em chị tên my em tên gì con mèo nói mèo không có tên tôi hỏi lại em không có tên hả con mèo trả lời không chỉ con người mới có tên vì con người không biết mình là ai mèo tự biết mình là ai nên tụi em không cần tên